Thưa quý vị và các bạn, nằm trên mảnh đất Than Uyên Chủ Phú, xã Ta Gia được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan hùng vĩ như khu vực lòng hồ thủy điện, núi đá vôi cùng các hang động. Đồng thời tại đây đã và đang lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Với những lợi thế đó, Ta Gia đang đẩy mạnh phát triển du lịch với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn khi du khách tới Than Uyên. Nằm cách trung tâm huyện Than Uyên chừng 20 km. Khi tới xã Ta Gia, điều đầu tiên có thể nhìn thấy chính là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi đá vôi nằm giữa mặt hồ nước xanh biếc. Chính bởi vậy mà người dân ví đây như vịnh Hạ Long của vùng Tây Bắc. Không những thế, trải nghiệm đi thuyền trên vùng lòng hồ với chặng đường khoảng chừng gần 10 km, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngọn núi đá vôi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cùng với đó, không chỉ du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp sông nước của khu vực lòng hồ, du khách còn có thể kết hợp tham quan, trải nghiệm, khám phá những hang động đá vôi, tạo hóa thiên nhiên ban tặng tuyệt đẹp. Tạo hóa đã khiến cho nơi này một dáng vẻ độc đáo gồm nhiều lớp thạch nhũ đa hình thù xung quanh động. Sự kết hợp giữa không gian thiên nhiên bao la bên ngoài hang và tài nguyên bên trong hang tạo nên một không gian mà bất kỳ ai khi tới đây sẽ đều tạm quên đi những bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Là khi mà du khách đến với du lịch của Ta Gia thì sẽ được thứ nhất là được trải nghiệm đi du thuyền trên lòng hồ của thủy điện Bản Chát Hội Quảng. Bên cạnh đó thì sẽ được đi tham quan các cái hang động như là bên đằng sau chúng ta đây là sẽ là hang Thảm Củng, tiếng Thái có lẽ là hang Tôm, thì mình sẽ được đi cho qua và chụp ảnh các cái view rất là đẹp. Hai nữa là sẽ vào cái hang động Thảm Nánh thì vừa mới được chính quyền địa phương cho vào khai thác hoạt động. Ba nữa là vào hang động Thảm Phóng ở khu vực Bản Mè, chúng ta sẽ vào chiêm ngưỡng các cái nhú đá mà hình thành cách đây hàng triệu năm, đây là rất là đẹp. Thì sau khi đó buổi tối chúng ta sẽ được quay về chợ đêm Ta Gia để thưởng thức các cái món ẩm thực của dân tộc Thái, đồng bào người Thái, người Mông, người Khơ Mú. Bên cạnh đó chúng ta sẽ được mua sắm các cái sản phẩm hàng hóa mà người dân tạo ra ở trong này. Bên cạnh với những ưu đãi từ thiên nhiên, với mục tiêu phát triển du lịch, khi tới Ta Gia vào tối thứ bảy của tuần cuối tháng, du khách được trải nghiệm phiên chợ đêm nơi đây. Tại đây, ngoài những sản vật của địa phương, du khách cũng có thể trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian được chính đồng bào các dân tộc nơi đây thể hiện. Thưởng thức những món ăn được chế biến từ những sản vật địa phương. Thì em phục vụ về phục vụ các món cá, thì gồm có cá bình trộm, cá lăng nướng và quẩy cá và các lẩu cá. Nếu khách đi chơi thì em đi thuyền trải nghiệm đồng hồ, tham quan chụp ảnh. Để phát triển du lịch trên địa bàn xã Ta Gia trong thời gian tới thì đối với xã thì Đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết về phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn xã Ta Gia. Cụ thể là chúng tôi đang tổ chức tuyên truyền cho các cái bà con nhân dân cũng như là các cái đội văn nghệ của bản, duy trì các cái tiết mục, các nét đặc sắc của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời là chúng tôi duy trì cái chợ phiên, chợ đêm Ta Gia vào trung tuần cuối tháng của hàng tháng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đang tổ chức vào khai thác các cái hang động ở trên địa bàn xã. Có thể là có hang động Thảm Phóng thì năm 2017 thì đã được Chủ tịch Ban Nhân tỉnh Lai Châu được công bố quyết định về việc công nhận khu di tích cấp tỉnh. Hiện tại thì chúng tôi đang khai thác thêm cái hang động Thảm Nánh ở ngay khu vực chợ đêm Ta Gia. Với thiên nhiên ưu đãi, khung cảnh hùng vĩ, vị trí địa lý thuận lợi khi nằm trên trục đường 279D kết hợp với quốc lộ 32 gần trung tâm huyện Than Uyên và định hướng phát triển du lịch rõ ràng, xã Ta Gia kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình tới huyện Than Uyên và Lai Châu.